Em chào đón các cụ đến với hai mã Belvox. Dòng Belvox này thì báo cáo quý vị là sản xuất có số lượng chứ không sản xuất ào ào. Và em cũng nhiều trên kênh thì nhiều bác cứ bảo tại sao tôi nhắn vào Zalo các anh không trả lời, báo các bác là một ngày em mấy trăm cuộc gọi. Bác nhắn vào tin nhắn điện thoại em đã đọc còn không hết lượt rồi, nên các bác thông cảm, đừng nhắn vào Zalo. Hoặc là nhắn vào Zalo cũng được nhưng phải tối em mới trả lời được. Tối em mới xem lại. Cái thứ hai nữa là các bác nhiều bác thật ra là bác mua đôi loa của em ấy nó 5-7 triệu rồi, 4-5 triệu trở lên là những đôi bình bình rồi, có những đôi mấy chục triệu, các bác không bỏ được ra 1.000 đến 2.000 đến 5.000, các bác gọi cho em cuộc điện thoại à? Mặc nhiều bác cứ gọi Zalo. Cái Zalo thật ra là bình thường em vẫn nghe được, nhưng cái máy của em ấy một ngày nó không biết bao nhiêu cuộc gọi. Các bác gọi Zalo xong là dính cuộc khác, cuộc gọi chính thức ấy nó hất Zalo ra ngoài ngay, nên là cuộc gọi Zalo hầu như không thành công. Nhiều lúc nghe Zalo của các bác xong vừa nghe được mấy câu cuộc gọi đến kia nó đè, nó hất ra mất. Nên các bác nào đã xác định mua hàng bên em, đã xác định muốn giao dịch thì gọi thẳng số điện thoại giúp em, đừng có gọi qua Zalo. Gọi qua Zalo làm gì bác, đôi loa 5-7 triệu trở lên bác không chi được 3-5 nghìn gọi cuộc điện thoại thì nó khó lắm, nên nó rất là khó giao dịch, nó ức chế. Vừa nghe được 2-3 câu xong cuộc gọi chính nó gọi nó đè mất, nên các bác thông cảm nhé. Còn tất cả các mặt hàng của em trên này em đều báo giá công khai. Giá công khai là gì cho các bác để tôi thương lượng, để con này hợp túi tiền tôi lấy. Chứ em đưa giá ra đấy là văn minh rồi, chứ không phải đưa giá ra đấy để cho các bác bổ, các bác chém. Bác nào thích chém là em đẩy ra cho các bác ra đảo luôn. Bác nào ăn nói văn, bình luận văn minh lịch sự thì em để ở kênh, không lịch sự em cho các bác ra ngoài đảo luôn cho nhanh. Nhưng chứ em bây giờ em không có thời gian để bình luận với cãi nhau với các bác trên đêm gì. Bác nào không bình luận, không văn minh em cho các bác khỏi kênh luôn rất nhanh. Rồi sau đây mời các bác đến với lại hai model của dòng loa Belvox. Trong này có hai con. Con này là con 6.0 series 2. Đây em giới thiệu luôn này. Belvox này. Con Belvox này, con Belvox 6.0 series 2 trở kháng 8 ohm. Hàng made in Đan Mạch. Đối với dòng loa Belvox này thì báo cáo các bác đây. Dòng loa Belvox đây. Các nhìn đây. Đối với dòng loa này thì thương hiệu nó khá là nổi tiếng. Cái thứ nhất là chất âm thì các bác nào dùng thì các bác biết thôi, em không phải quảng cáo. Con này các bác họ dùng cái tay xách này thì các bác treo vào tường rất là gọn. Những đôi loa này treo tường hoặc là treo giáp tường cho nó gọn, để những ngôi nhà chung cư rất là hợp lý. Cái model trong này có cái model là 60.2 series 2, 6.0 series 2 và con 445RR. Thì con này đời cao hơn. Con này đời cao hơn. Và để phân biệt thì con này có mức giá là 7.9 triệu này. Được thiết kế này, loa đây nữa. Đây con này thì nó lại có cả rắc cắm ở loa bên hông. Em không biết là đây tại sao lại thiết kế cái rắc cắm loa bên hông nữa này. Ngoài cái rắc cắm đằng đít, có nghĩa là nhiều bác là treo lên tường nó vướng thì các đây họ đã thiết kế cắm bên hông này. Xong có thể gài cái dây loa theo mép này kín luôn đi xuống. Đây là đôi Belvox. Sang đến đôi Belvox thứ hai. Đây cũng là con Belvox nữa này. Con thứ hai, con này rẻ hơn. Con này mức giá 6.8 triệu. Con này là con Belvox L 45. Đây. Belvox L 45. Đây. Belvox RR 45. Còn những con kia thế này nó giống hệt nhau mà, RR 45. Con này là RR 45 này. Được chưa? Đấy. Con này là 30/7/2009 này. Sản xuất 30/7/2009. Đấy. Đối với dòng loa Belvox này thì họ sản xuất không nhiều, có số lượng không nhiều. Đây. Đấy. Các bạn, còn tem mát của nó hết rồi. Đấy. Belvox. Em đây. R45, mức giá 6.8 triệu. Đấy. Các bạn thông cảm đây. Logo của em đây. Hai đôi này. Một đôi 7.9 triệu và một đôi 6.8 triệu. Đôi RR45 là 7.9 triệu. Còn đôi 60.2 có nghĩa là RR60. Rồi con này model cao hơn, RR60 Series 2 đấy. Là 7.9 triệu. Made in Denmark tất, hàng Đan Mạch, Made in Denmark hết ạ. Được chưa? Đây.
Đây này thì quá chất luôn các bác rồi. Dòng này nó là dòng loa hiếm, ít có, vì nó sản xuất không có số lượng nhiều. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, cảm ơn. Ngoài ra thì loa Mỹ cũng rất là nhiều. Đây, loa mới đặt hàng đóng đi cho các bác đây. Các bác cứ đợi em chuyển hàng cho.